cho mà đi được không? Đây này cho mấy thằng nhá. Mấy bác này em thử kiếm. Thank you.
đấy. Đâu? Làm gì đây? Nhà trong nhà nhá. Đi chợ nhá. Chưa? Chỉ cho mượn cái tải nhá. Mấy bác lấy, em thử tiền.
chưa dưới hết chưa? Còn chị ạ. Cảm ơn túi tí khuyến mãi nhé. Nó hương hương này là mai nhỉ? Chị chín à? Đây cho chị một ngày hai nó lộn nên là ăn rồi. Còn bây giờ là chia lộn đúng không? Vâng. Đây cho vào đây. Nhìn phải không? Của ai đây? Của bác Trung ạ. Của chị Trung à? Chắc chị Trung khoảng bao tiền đấy? Mấy cân đấy chị? 3 cân ạ? Ừ. Của bác Trung 2 cân. Đây. Cái này chị để mấy hôm thì nó lộn, nó mỏng. Chị Minh ơi. Đang của chị đây ạ. Chị này 3 tiền. Nhiều tiền lắm nè. Nhiều bác bán lấy chỗ bán này. Em ơi, chỗ này của bác cái 20 nghìn này. Vâng. Này chị hộ nhá, cầm này. Anh Thảo ơi, cầm em đi nhá. Tất vào. Yeah.
tích 148 m² trên một lô. Về để hai hôm nữa ăn được rồi. 1.235 triệu đồng trên một lô. Lúc thứ sáu, lúc thứ chín, lúc thứ 10 trên một lô. Tầm 8 chị ơi, cái này lô số 7, diện tích 48 m² trên một lô. Giá khởi điểm ban đầu 799 triệu đồng trên một lô. Lô số 8, diện tích 100 m² trên một lô. Giá khởi điểm ban đầu đấy, cả hai cái đồ đấy nhiều quá nhỉ. Đây đầy đủ đây lô số 100 nghìn một lâu vậy. Cá hả mày? Có cá à? Mới đây cơ mà. Để nó bỏ. Cá rừng về. Bao tiền cân? Có chiêu? Sao là nó chặt rồi? Đang cầm rất nhiều quá cái tiền. Tôi nhìn anh quen ở trên điện thoại. Nhà có 3 người thôi, biết ăn hết thì ăn hết đâu. Ăn thấy gần cơm tôi nhà có 3 lắm. Tự nhiên mình chết. Không phải đâu. Ôi, cái cá này bán nào? Cá là 1.000 cân. Cái xà lách thì à ông? Đâu lại cái gì nữa? Ông có lấy tiền không? Bao nhiêu cái này nữa? Bao cây đấy. Còn nữa là chú. Hả? Không phải gì à? Không, mấy cái phẩm cái này bao nhiêu nữa? Đấy. Ông ở trong xe nó ẩm hơi toàn mặc quần sót thôi.
quay càng mừng thế nào? Mình lên máy Canada. Mình đứng lên sóng cái này. Ăn nó chiên thật giòn nè. Lấy 20.000 vào. Hơi xưa nghe. Đây chỉ lên mùa. Đi em ra. Cái mình là gì anh? Cái đấy nha, trộn đây ra ăn. Ngon nhờ. Ngon nhờ. Ngon lắm. Ăn luôn đi, nha.